Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác ba chiếc tủ lạnh của Panasonic và em cũng so sánh và đánh giá luôn cho mọi người các bác nhé. Với mẫu model mới của năm 2023 này, các bác sẽ nhìn thấy những dòng sản phẩm rất là đẹp mắt và có nhiều tính năng. Có con dung tích là 300 lít sẽ phù hợp với các bác nào có không gian cũng như là số lượng người tầm 3 đến 4 người để các bác sẽ mua được. Ở đây em đang có những dòng đó là BV331. Con đầu tiên là BV331 CPKVN. Con phía bên cạnh này là con BV331 GPKVN. Và con phía bên này là BV331 VKGKVN các bác nhá. Các bác sẽ nhìn thấy những cái bảng logo này là chúng ta sẽ nhận biết được ra cái tính năng cũng như là chức năng của cái dòng tủ. Đầu tiên là con thấp nhất, con tủ BV331 CPKVN. Con tủ này thì với thiết kế mặt thép mọi nhá. Với thiết kế mặt thép, giá đang bán rơi vào là 12.820.000. 12.820. Một con tủ thiết kế mặt thép và ngăn đá ở phía dưới có chuẩn đông mềm âm 3 độ C. Mở ra bên ngoài các bác nhá. Con này thì mặt thép không có lấy nước bên ngoài. Các thứ khác các bác xem thông số thì mọi người có thể lưu ý cái model giúp em là BV331 CPKVN. Ở đây chỉ ghi đến C thôi. Được đánh giá 5 sao và dung tích là 300 lít. Điện năng của nó là 362 kW/1 năm, là cực đại, là lớn nhất, rơi vào tầm độ khoảng một số điện trong ngày. Đấy là lớn nhất của nhá. Chúng ta dùng tiết kiệm nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đấy là tính công suất lớn nhất của máy rồi. Phía bên này thì chúng ta có không gian bên trong với dung tích 300 lít. Các thiết kế của dòng tủ này với giống như các dòng tủ hai con này thôi. Đấy, mấy con này thì thiết kế giống nhau, em chỉ quay một quay con chi tiết cho mọi người là cái con này. Chúng ta sẽ nhìn thấy không gian bên trong là chúng ta có khu vực kính này, 1 này, 2 này, 3 này, có hộp nước để làm đá tự động này. Đấy, tất cả cái dòng này đều làm đá tự động hết mọi nhá, cả ba con. Con này thì không có lấy nước ngoài thôi nhưng có làm đá tự động. Đây các bạn nhìn thấy có chức năng đá tự động ở dưới này. Đây. Đá tự động, đá rơi đây. Với chỉ hơn 12 triệu thôi, các bạn mua con này. Dung tích ngăn đông mềm rất lớn này. Rất lớn rồi nhá. Đấy. Và có nút điều chỉnh nhiệt độ riêng cho ngăn đông mềm. Mọi người nhìn thấy này. Có nút điều chỉnh nhiệt độ riêng cho ngăn đông mềm. Đây là ngăn mát, ngăn đông mềm và đá tự động. Rất chi là chuẩn. Đấy. Và phía dưới này là khu vực phía bên đá. Một kính, hai kính và một ngăn kéo. Đấy, không gian bên trong đây. Với con tủ này thì với giá là 12.820.000. Là con đầu tiên rồi nhá. Con này thì không có la lỗi, chúng ta có công nghệ Blue AG thôi, diệt khuẩn là 99,99%. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C, giữ thực phẩm tươi ngon trong 17 ngày, lấu nhanh không cần giá đông. Tiếp đến là con tủ tiếp theo, con này cao cấp hơn. Với model nào NR gạch ngang BV331 GPKVN. Dòng G này thì nhìn sơ qua thì giống hệt như con C kia. Con G này giống hệt con C. À, nó có thêm cái phần khu vực ô lấy nước bên ngoài nữa mọi người nhé. Các bạn nhìn thấy này. Đấy. Còn đâu đó thì toàn bộ nó sẽ giống nhau. Là từ thiết kế mặt này. Đấy, không gian bên trong này. Không gian bên trong này. Không gian bên cánh dưới này. Là giống hệt nhau. Cũng đá tự động các thứ đầy đủ hết. Khác nhau là chúng ta có thiết kế cái khu vực ô ở phía bên ngoài này. Chúng ta có một cái hộp nước. Để các bạn làm sao? Đổ nước vào đây. Các bạn đổ nước vào đây nhá. Cái này bậy được lên này. Dán băng dính rồi. Các bạn đổ nước vào đây. Và nước sẽ tự động rơi ra ngoài này khi mà các bác gạt cần. Và chúng ta có lấy nước bên ngoài. Đá tự động là chắc chắn có rồi. Có công nghệ Blue AG. Đông mềm. Con này con này thì giá bên hiện tại đang bán là bao nhiêu? 13.600.000. 13.600.000. Con này là 12.800.000. Đang cao hơn khoảng 800.000. 800.000 đấy thì chúng ta được chức năng là lấy nước bên ngoài. Thì một chức năng này rơi vào tầm 800.000 thì cũng là rẻ. Là rẻ mọi nhá. Bình thường ra thấy em thấy cũng phải tầm độ triệu dưới 2 triệu cho cái chức năng lấy nước bên ngoài. Nhưng với con tủ này đang chênh có 800.000 thì mọi người hoàn toàn có thể mua con BV331 GPKVN này để chúng ta có lấy nước bên ngoài. 13.600.000 và 12.800.000. Hai con đầu tiên. Kích thước thì em xem nào này. Kích thước xem là... Kích thước của tủ thì chúng ta sẽ xem ở đâu nhỉ? Quyển sách hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ có ghi. Đây rồi. Kích thước thì nó không ghi ở trên tủ mọi người nhá. Kích thước thì nó sẽ ghi ở trong cái quyển hướng dẫn sử dụng như thế này.
để em xem lại cái kích thước của tủ xem là sẽ có vừa với các không gian phòng khách nhà các bác không. Với kích thước của tủ là con kích thước là cao là 1m68, rộng là 60 và sâu là 65. Dung tích tổng là 300 lít và dung tích ngăn đông ở dưới là 97. Dung tích của ngăn mát cộng ngăn đông mềm ở phía trên là 203. Đấy là kích thước chung cho các dòng tủ này. Các lưu ý giúp em nhé. Đây là kích thước chung. Con tủ cuối cùng của chúng ta đó chính là con cao cấp nhất. Con này là BV331 WGKVN. Các bạn nhìn thấy nhá. Đó là V kép, đuôi V kép. Con kia là đuôi G và đuôi C. Con này thì dung tích cũng thế, điện năng cũng vậy. Đấy, được đánh giá là 5 sao. Tuy nhiên thì có đặc điểm khác biệt. Thứ nhất là chúng ta nhìn cái bảng logo này. Nó không phải là công nghệ Blue AG giống hai con kia nữa, mà nó có thêm công nghệ Laloix diệt khuẩn. Mà những cái dòng kia gọi là diệt khuẩn nhá. Đây các bạn nhìn thấy này. Laloix Blue AG gọi là diệt khuẩn 99%. Nhưng mà với NanoX thì chúng ta có vô hiệu hóa vi khuẩn 99,99% và giảm dư lượng thuốc trừ sâu. Cái này thì là cao cấp hơn Blue AG. Đấy, chỉ có các dòng cao cấp mới có thôi. Hay là các dòng 4 cánh, 6 cánh mới có dòng cao cấp này. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C thì giống nhau rồi. Siêu tiết kiệm giống nhau rồi. Ok, tiếp đến thì chúng ta nhìn thấy có thêm lấy nước bên ngoài nữa đúng không ạ? Có lấy nước bên ngoài là giống con 13 triệu 6 này. Có lấy nước bên ngoài nhưng cái mặt của nó khác mọi người nhá. Cái mặt của nó đây. Các bạn nhìn thấy cái mặt không? Cái mặt của nó thì có một lớp tráng gương. Mọi người để ý thấy này. Đây là khi các bác nhìn thấy thì em vẫn soi được gương như này. Còn đối với dòng này thì các bác sẽ soi mờ hơn. Đây gọi là sơn giả gương. Còn cái này sẽ là dán gương mờ. Đấy, lưu cho. Mặt gương này thì nhìn nó sang hơn. Tuy nhiên thì khá là tương đồng thôi, cũng không quá là khác biệt cho nhiều lắm. Chúng ta có phía bên này. Không gian dưới cũng có đá tự động. Đá tự động rồi nhá. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Đối với dòng này thì mọi người nhìn thấy là với không gian bên trong tương tự như thế. Dung tích vẫn ngăn trên là 203 lít. Dung tích ngăn dưới là 97 lít. Tổng dung tích là 300 lít. Con này cũng có đá tự động. Hộp lấy nước này. Rút ra này các bạn nhá. Đổ nước thoải mái nhá. Đấy. Sau này bà đậy lắp vào đây, bác rút ra. Bậy lên. Cái này một tay thì em khó dùng, các bác bậy lên là đổ nước vào. Ở phía bên này cũng thế. Đây, lúc này em chưa bậy được, em bậy lên cho bác xem. Đổ nước vào đây. Em lưu ý giúp em là có một cái ô này, một cái ô chống cặn bẩn này, các bác sẽ đậy lắp vào đây nhá. Cái này là thay thế thôi. Chúng ta cất đi. Chúng ta tặng thêm đồng cái đấy. Ở ngăn đông mềm thì chúng ta nằm ở dưới này. Ngăn rau củ quả đây. Giống như các dòng kia thôi. Không có gì cả. Nhưng con này giá cao hơn. Con đầu tiên thì giá 12,8 triệu. 120.000 cho 12,8 triệu. Con này là 13,6 triệu. Thì đối với con này giá là 14 triệu 380.000, 14,4 triệu đi, 14,4 triệu, 13,6 triệu, cũng chênh nhau là bao nhiêu? 13,6 triệu lên đến 14,2 triệu, 14,4 triệu, cũng chênh nhau là bao nhiêu nhỉ? 800 đúng không ạ? Các bạn thấy đúng không? 6 cộng với 8. Đúng. 6 cộng 8. Đúng 800 không nhá? Tức là mỗi con tủ này đang chênh nhau 800 nghìn. Đấy. 800 nghìn. Con đầu tiên là 12 triệu. 12 triệu 8. Cộng thêm 800 thì các bác được thấy có lấy nước ngoài. Cộng thêm 800 nữa các bác được mặt gương. Đấy, còn đâu là hoàn toàn giống nhau. Con này thì có thêm Naloix nữa là cao cấp nhất thì theo em con này nếu các bác muốn lấy thì lấy con này là tốt nhất. Còn các dòng khác vẫn ok. Đấy là ba con tủ mà em đánh giá ở trong cái video lần này. BV331. Các bác liên hệ trực tiếp qua siêu thị Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội để mua hàng. Thông tin số điện thoại em để phần mô tả. Và BM giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí 20km đầu tiên. Bảo điện tử 2 năm tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu tủ có lỗi với nhà sản xuất mọi người nhá. Ok thì em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.